Mặc dù không hề kén chống truyền thông kể từ khi ban nhạc 365 tan rã, thế nhưng lượt xem MV Bống Bống Bang Bang vẫn tăng đều đều theo cấp số nhân, khẳng định khả năng sống dài của một ca khúc nhạc phim vốn chưa hề có tiền lệ. Sau khi liên tiếp xác lập kỷ lục mới của Vpop ở cột mốc 200, 300 và 400 triệu lượt xem vào ngày hôm nay mùng 2 tháng 6 năm 2021, tức khoảng sau gần 5 năm phát hành, Bống Bống Bang Bang tiếp tục chạm tới cột mốc 500 triệu lượt xem trên YouTube. Đây cũng là MV Vpop duy nhất đạt được con số này từ trước tới nay trên trang nền tảng mạng xã hội video lớn nhất toàn cầu. Không chỉ là sản phẩm thành công nhất trong sự nghiệp hoạt động của ban nhạc 365, Bống Bống Bang Bang còn là MV cuối cùng có sự tham gia của đầy đủ 4 thành viên Isaac, Win, Jun Phạm và ST trước khi nhóm quyết định tan rã. Còn nhớ giai đoạn 365 tung ra MV cuối cùng này, Vpop chưa thịnh hành trào lưu cày view để giúp thần tượng. Thế nhưng MV vẫn âm thầm tăng view đều đặn nhờ giai điệu và ca từ vui nhộn. Thêm vào đó, sức hút từ bộ phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể cũng giúp MV thu hút một bộ phận khán giả không nhỏ, đặc biệt là đối tượng trẻ em, cũng có thể coi đây là bản hit ăn cơm của các em bé trong nhiều gia đình. Dưới phần bình luận của bài đăng chúc mừng Bống Bống Bang Bang đạt 500 triệu view, nhiều người khẳng định còn đẻ thì bản hit chắc chắn sẽ còn tăng view. Với tốc độ tăng view như hiện tại, trong một tương lai không xa, Việt Nam sẽ có hit 1 tỷ view, không thua kém gì các nền âm nhạc trong khu vực và quốc tế. Đặc biệt, dưới phần bình luận, các netizen bất ngờ nhắc đến Nathan Lee, nhắc nhở nam ca sĩ liệu có suy nghĩ về việc mua hit này không. Từ ngày anh Nathan Lee dọa mua Baby Shark, nhà em bán thuốc cho trẻ biếng ăn sái cả tay. Hay anh hỏi cút nốt bài này đi cho sếp em ổ sái quay hàm chơi, dạo này đầu em hơi nhức. Không biết bài này anh Nathan Lee có mua không nhỉ? Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, với sứ mệnh người của công chúng, các nghệ sĩ đã đóng góp công sức và tiền bạc cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Trong đó, điển hình nhất phải kể đến MC Quyền Linh. Hôm nay, ngày 2 tháng 6, nam MC đã đi dép tổ ong, tự lái xe máy, mang ba lô tiền mặt 2,2 tỷ đồng đến trao cho đơn vị hỗ trợ mua vaccine COVID-19 cho người nghèo và người lao động trên khắp cả nước. Được biết, chỉ trong vòng ít ngày qua, MC Quyền Linh và những người bạn của anh đã hỗ trợ 4,2 tỷ đồng phòng chống dịch COVID-19. Hành động đẹp của Quyền Linh đã khiến nhiều người xúc động, dân mạng không ngừng dành cho nam MC những lời khen ngợi. Suốt thời gian qua, bà Phương Hằng, vợ đại gia Dũng Lò Vôi, gây sốt mạng xã hội với nhiều buổi live stream thu hút hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn người xem. Tuy nhiên, các buổi live stream của bà Hằng vẫn vấp phải không ít ý kiến trái chiều về nội dung lẫn lời lẽ của bà khi nhắc đến một số cá nhân cụ thể. Trong số đó, buổi live stream ngày 14 tháng 5 của bà Hằng đã khiến bà Lê Thị Dầu phẫn nộ và gửi đơn kiện lên Tòa án Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Dầu cho rằng danh dự uy tín của mình đã bị xúc phạm một cách nghiêm trọng bởi những lời khẳng định từ bà Phương Hằng như ép bức sư biểu chánh, chủ trì chùa Phước Sơn. Bà Dầu là doanh nhân siêu lừa đảo, hung dữ, mua tượng Phật và hoa không trả tiền. Những chia sẻ này khiến các thương hiệu do bà Dầu làm chủ theo đó cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh đó, bà Dầu cho biết mình và bà Hằng không phải bạn bè cũng chẳng phải đối tác, chỉ quen biết khi cùng đến viếng chùa Phước Sơn Thiền Viện ở huyện Long Thành, Đồng Nai. Vậy nhưng trong suốt thời gian qua, bà Hằng liên tục nhắn tin cho bà Dầu với những ngôn từ mang tính xúc phạm, đe dọa và bà Dầu đã lưu lại các bằng chứng này để nộp cùng đơn khởi kiện. Bà Dầu cũng yêu cầu bà Hằng phải bồi thường tổn thất về vật chất, tinh thần mình phải chịu trong suốt thời gian qua với con số 1.000 tỷ đồng, đồng thời gỡ các bài đăng nói sai sự thật và công khai xin lỗi trên YouTube. Hiện tại Tòa án Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp đơn kiện của bà Dầu và đang trong quá trình giải quyết. Mới đây, nhạc sĩ Tú Dương, người hợp tác cùng Hương Tràm trong sản phẩm âm nhạc vừa phát hành, đã có bài đăng chia sẻ về nữ ca sĩ. Bên cạnh lời khen ngợi về khả năng ca hát, cách làm việc chuyên nghiệp, tâm huyết của Hương Tràm, thì nhạc sĩ Tú Dương còn đề cập đến tin đồn nữ ca sĩ sang Mỹ để sinh con. Tú Dương khẳng định Hương Tràm không hề có thai và sinh nở ở Mỹ như lời đồn. Điều này được chứng minh bằng việc cô thường xuyên gọi FaceTime và quay bụng cho mọi người ở Việt Nam xem. Tú Dương viết, rất nhiều người có hỏi tôi là Tràm sang bên Mỹ để đẻ à. Tôi phì cười, quý vị ơi, vì những câu hỏi đó nên 2 năm qua ngày nào em nó gọi FaceTime về là tôi cũng bảo em nó quay xuống bụng cho anh xem nào. Xem bụng to không, đã đẻ chưa? Tôi mất kém kèm nhèm nhìn cũng không biết rõ là bụng to hay nhỏ. Mặc dù không nói rõ có hay không về tin đồn, nhưng cách Tú Dưa nói, tôi phì cười, dường như đã ngầm phủ nhận tin đồn Hương Tràm sang Mỹ để sinh con. Chiều tối 1 tháng 6, cư dân mạng không khỏi xôn xao với thông tin Công Vinh quảng cáo cho app cá độ bóng đá. Chuyện này làm ảnh hưởng xấu về hình ảnh của cựu cầu thủ trong mắt người hâm mộ và cư dân mạng. Mới đây trên trang cá nhân của mình, cầu thủ gốc Nghệ An đã một lần nói hết về sự việc xảy đến với mình. Theo đó,
Anh khẳng định bản thân chưa bao giờ nhận lời quảng cáo cho bất kỳ app cá độ bóng đá nào, mà thực tế hình ảnh của anh đang bị các app sử dụng trái phép. Khi làm việc với bên quảng cáo, anh được cho biết chỉ quảng cáo cho kênh chiếu về bóng đá mà thôi. Công Vinh cho hay, bản thân anh rất ghét cá độ bóng đá vì đây là hành vi trái pháp luật. Vì thế khi hay thông tin, phía bên cầu thủ đã nhanh chóng làm việc xác minh và nhờ công an vào cuộc. Bản thân Công Vinh chia sẻ, anh đã từ chối rất nhiều lời mời quảng cáo cho các thực phẩm chức năng, app cá cược vì thấy nếu nhận lời sẽ tiếp tay cho kẻ xấu. Và dù mình có cố gắng cách mấy thì đôi lúc cũng không tránh khỏi thiếu sót khi có nhiều đơn vị cố tình đánh tráo thông tin, nguồn gốc từ họ, Công Vinh chia sẻ. Ông xã Thủy Tiên gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ và cộng đồng mạng. Hành động xác nhận nhanh chóng giải quyết kịp thời của Công Vinh, nhận được vô vàn lời khen từ công chúng. Với hành trình hơn 20 năm xây dựng sự nghiệp, Lệ Quyên hiện tại đang là một trong số những giọng ca hàng đầu của làng giải trí và được phong danh là nữ hoàng phòng trà. Để có được vị trí của ngày hôm nay, cô đã phải trải qua không ít thăng trầm với nghề và có quãng thời gian đầy khó khăn vất vả. Lệ Quyên sinh năm 1981 trong một gia đình có bố là văn công, mẹ là nghệ sĩ hát chèo tại Hà Nội. Ngay từ nhỏ, cô đã được tiếp xúc với nghệ thuật và dần bộc lộ năng khiếu. Đang có một cuộc sống yên ấm, bố mẹ của cô gặp phải biến cố lớn, khiến gia đình cô lâm vào cảnh kinh tế kiệt quệ. Và khi học hết lớp 6, Lệ Quyên phải theo mẹ lên Thái Nguyên khi người thân cố gắng tìm cách thoát khỏi sự đen đủi trong công việc làm ăn. Phải rời xa bố và các anh chị để đến một vùng đất mới, nữ ca sĩ vẫn không thể quên ký ức có những ngày chỉ sống một mình trong căn nhà nhỏ, vắng vẻ lúc mẹ phải đi làm xa. Ước mơ làm ca sĩ vẫn nung nấu trong cô suốt bao nhiêu năm. Năm 1999, Lệ Quyên thi đỗ vào hai trường Nhạc viện Hà Nội và Đại học Văn hóa Hà Nội. Khi lựa chọn Đại học Văn hóa Hà Nội để rèn luyện, cô sớm trở thành sinh viên được thầy cô bạn bè chú ý bởi có giọng hát tiềm năng và sự tự tin khi tham gia các cuộc thi ca hát nhỏ lẻ. Ngoài thời gian đi học, Lệ Quyên cũng chủ động nhận đi hát lót với mức cachet chỉ khoảng 50-60.000 đồng để kiếm thêm thu nhập. Khách thích thì mình hát nhiều, còn khách không thích thì hát ít. Nhiều đêm hát đau rã cả cổ họng nhưng vẫn thấy sướng và hạnh phúc lắm vì lúc đó mình chưa nổi tiếng, được đi hát đã là vui, cô bật mí. Sau khi ra trường, Lệ Quyên bắt đầu tìm kiếm cơ hội cho bản thân khi nhận lời tham gia biểu diễn ở nhiều chương trình khác nhau. Năm 2000, cô may mắn được chọn tham gia hát bài hát của nhà tài trợ SEA Games 22. Nhưng do không có ekip lăng xê và hỗ trợ nên một thời gian hoạt động của Lệ Quyên khá ngắt quãng. Năm 2004, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của giọng ca 8X. Tuy nhiên, cô không chỉ tiếp cận với công chúng qua cương vị ca sĩ mà nhiều vai trò khác nhau. Cụ thể, vào dịp đầu năm, đạo diễn Đỗ Thanh Hải mời Lệ Quyên dẫn dắt gala cười cùng MC Thảo Vân. Nhưng trong lần thử sức này, cô không dẫn nhiều bằng hát, thậm chí còn trổ tài lẻ, hát chèo ngay trong buổi ghi hình. Từ cơ hội này, Lệ Quyên còn nhận dẫn dắt cho một chương trình của tạp chí MTV, nhưng cương vị đó cũng không duy trì được lâu. Cũng trong năm 2004, cô góp mặt trong bộ phim truyền hình dài 8 tập của VTV mang tên Bản lĩnh người đẹp khi đảm nhận vai ca sĩ Minh Thúy. Ngay sau đó, Lệ Quyên được một đạo diễn ngỏ lời đảm nhận vai chính trong dự án phim dài 28 tập, nhưng cô từ chối vì muốn tập trung cho ca hát. Lúc đã có công ty quản lý đứng ra hỗ trợ, Lệ Quyên được tư vấn với hai lựa chọn là thi sau mai điểm hẹn hoặc tập trung thực hiện sản phẩm đầu tay. Ban tổ chức cuộc thi ca hát đình đám một thời của Đài Truyền hình Việt Nam ngỏ lời sẽ cho cô vào thẳng vòng trực tiếp không cần qua vòng loại, nhưng cô cân nhắc khá nhiều. Cuối cùng Lệ Quyên từ chối thi sau mai điểm hẹn và tung album Giấc mơ có thật vào giữa năm. Với sự đầu tư kỹ lưỡng và chỉnh chu, sản phẩm gây sốt và giúp cô sở hữu loạt hit như Thôi đừng chiêm bao, Giấc mơ có thật, Hãy trả lời em. Đến giai đoạn đã trở thành một giọng ca tiềm năng ở thủ đô, Lệ Quyên quyết định nam tiến để đẩy mạnh sự nghiệp. Khi vào thành phố Hồ Chí Minh, cô hẹn hò và được sự trợ giúp đắc lực của doanh nhân Đức Huy, ông chủ phòng trà Đình Đám và có mối quan hệ sâu rộng trong giới doanh nhân giải trí. Năm 2011, Lệ Quyên và đại gia khét tiếng lớn hơn 6 tuổi kết hôn. Sau khi sinh con đầu lòng, ông xã định hướng cho cô thử sức với dòng nhạc trữ tình Bolero, đồng thời thực hiện loạt live show hoành tráng. Từ đó tên tuổi của Lệ Quyên lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân giữa cô và doanh nhân Đức Huy đã kết thúc sau 10 năm bên nhau. Hiện tại, bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ còn đang thu hút sự quan tâm khi có cuộc tình ngọt ngào với tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu.